thời gian ngắn ngủi. Kiếp người thì mong manh, sương khói lắm, sống nay chết mai, vô thường chẳng hẹn ngày mai đến, đến lúc nào đó. Cái vị thiên tử này mới tích cực tạo phước, mà chúng tôi tạm gọi là trồng, trồng cây. Thì sau khi thăng hoại mệnh chung, nhờ cái phước đó đó mới đưa cái vị thiên tử này sanh về cõi trời. Thì vị thiên tử này muốn xuống với cái đạo tràng Đức Phật đang thuyết pháp để minh chứng rằng chính tôi mà cách đây một năm là tôi là con người, tôi nhận thức được kiếp người phù du ngắn ngủi, sống nay chết mai. Rõ ràng mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già, có gì thấy đúng không? Và gần hơn cái chết. Cho nên có câu là Tết về chẳng có gì chỉ có già, là mình gần cái già. Gần hơn cái chết là gì? Mỗi mùa xuân sang thì nghĩa trang gần thêm một đoạn, mới gần hơn cái chết. Rồi khi tử thần đến rồi, thần chết đến rước mình đi ấy, thì tiền bạc không mua nổi, quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, chỉ mang theo phước đức, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời đời sau. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Vui thấy mình làm phước, quả phước trổ ra được vui hơn. Thấy không nè? Giống như người nông dân họ có hai niềm vui. Một cái niềm vui là được, họ được gieo trồng, cày cấy. Họ trồng xong cái cây họ vui, họ gieo được hạt giống xuống họ vui. Rồi khi cái cây lớn lên cho ra trái, họ thu hoạch, họ có vui không? Vui. Ở đây ai mà đi làm nông á, làm rẫy á là biết, làm vườn á là biết cái vụ này. Mình mà hoàn tất được cái mùa này rồi, mình trồng xuống rồi mừng lắm. Hạ xuống một rừng sầu riêng là mừng lắm, hạ xuống một rừng mít là mừng lắm. Tức là mình gieo hết rồi, hạ cây xuống hết rồi, thì mình ngồi mình chờ cái niềm vui thứ hai là gì? Hưởng. Hưởng gì? Hưởng quả, hưởng cái thu hoạch của mình, thành quả lao động của mình. Như vậy thì trong cái bài Pháp Cú, trong kinh Pháp Cú này Đức Phật dạy rõ nghe: bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc an. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Giống như cái vị chư thiên hồi nãy vậy. Trước đây ông làm người thì ông cũng làm phước, ông làm việc thiện, ông vui với cái niềm vui đó. Mà chúng tôi báo cho quý vị biết nghe, mình làm thiện mà mình vui á thì phước nó nhiều hay ít? Nó nhiều, nó có cái đó nữa. Còn làm thiện mà không vui thì phước nó ít hay nhiều? Ít lắm. Hôm nay mà đi tu mà không vui thì phước nó nhiều hay ít? Đó. Thầy trụ trì thì đặt cái ngày hôm nay là khóa tu một ngày an lạc. Mà tu mình không có vui thì có an lạc không? Vậy là khổ rồi. Thấy không nè? Đến đây mà còn khổ nữa là không biết đi chỗ nào vui đi. Cho nên chúng tôi có mấy cái câu nói ngắn mà quý vị cần phải nhớ. Là gì? Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ.
biết bao nhiêu cái tình trên thế gian này, nhưng mà tất cả cái tình đó không có cái tình nào bằng tình mẹ hết. Vì cái tình này có trong ta từ thở tượng hình đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Xin lỗi quý vị nhìn lại coi coi có cái tình nào mà nó xuất phát sớm như cái tình mẹ không? Khi người mẹ biết mình có mang là đứa con nó chỉ là một cái nhỏ bằng hạt dầu thôi, trong cái bụng thôi là đã bắt đầu có cái tình thương đứa con rồi. Sớm lắm. Còn tất cả các cái tình khác á, là khi nào mình sanh ra mình lớn lên mới có. Cụ thể như tình yêu đi, không phải đợi 18 tuổi mới có chứ, mới có 1 tuổi yêu gì. Nhỏ nhỏ mà yêu thì nó quỷ à, chứ không phải người. Nếu là người thì ít nhất cũng phải trưởng thành mới yêu, đúng không? Nhưng mà riêng cái tình mẹ thì sớm lắm. Cho nên câu thứ nhất là không có cái tình nào bằng tình mẹ. Không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc. Mình có bao nhiêu cái bằng, kể cả từ đại học đến tiến sĩ, mà nếu không bằng lòng với những gì mình đang có thì vẫn khổ, khổ đào. Mà thường thì chúng ta có một cái thói quen là ít khi nào mình bằng lòng với những gì mình đang có, mà lại thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Đúng không? Cho vô rằng vỗ tay đi. Mình cũng có nhà, mình cũng có vợ, có chồng, có công ăn việc làm, nhưng không hiểu tại sao mình không có bằng lòng với những gì. Người ta nói rằng là nhìn lên cảm thấy khổ tâm hoài à, mà nếu ngó xuống thì hơn nhiều kẻ trắng tay. Chấp nhận tìm vui trong hiện tại, những gì ta có được hôm nay. Xin lỗi quý vị, chứ nếu quý vị mà nhìn lại một chút, cái điều thứ nhất mình thấy vui là gì? Được sanh làm người là vui lắm rồi. Bây giờ biết bao nhiêu chúng sanh đang ở dưới cõi khổ, ở địa ngục vô số chúng sanh nha, ngạ quỷ cũng là vô số chúng sanh, súc sanh thì khỏi nói rồi. Quý vị thử mà nhìn, giờ mình tính một cái loại kiến thôi, mà không cần tính chi cả thế giới này, tính trong chùa Huyền Trang này thôi đếm cũng không nổi, phải không nè? Trong chùa Huyền Trang này bao nhiêu loại kiến, hỏi thầy trụ trì, thầy nói thầy có biết đâu, đủ loại hết. Vàng có, kiến lửa có, kiến riện có, kiến đen có, kiến trắng, rồi kiến đủ thôi, loại kiến nhỏ, kiến to, mà mình tính mới một loại kiến thôi, chưa các loại côn trùng khác, thấy vô số chúng sanh. Rồi được làm người mà bây giờ chúng ta còn ngồi ở đây hít thở là khỏe rồi, có nhiều người thở oxy. Nếu như quý vị bây giờ xin lỗi vào trong cái bệnh viện thành phố Long Khánh này, vô cái phòng cấp cứu đi, đang thở oxy nhiều lắm. Mà mình đang thở, mình bây giờ mình đang thở phà, khỏe quá trời luôn, còn bịt khẩu trang lại vẫn thở được nữa. Nghe bước quá. Thấy không nè? Mình bằng lòng với những gì mình đang có đi. Chúng tôi đang giới thiệu sơ sơ đó. Rồi hôm nay ngày chủ nhật cái mình được thảnh thơi về chùa mình tham dự khóa tu nữa. Còn có những người ngày chủ nhật cái bị giống như ai hành vậy đó, xách xe chạy vòng đi chơi không biết làm gì, đi qua nhà người ta nhiều chuyện vân vân, thấy không? Còn mình đi thẳng vô chùa mình tu. Vào cửa Phật dặn lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành. Thấy nó nhẹ nhàng không? Giờ đi qua nhà bà bạn đi, ăn sáng với bà, uống cà phê với bà đi, rồi bắt đầu nhiều chuyện à. Rồi cái hậu quả nó xảy đến với mình như thế nào? Phiền não lắm. Cho nên không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Nghe cho kỹ nghe. Bằng lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất. Mà nhớ là mình đang có cái bệnh là ít có bằng lòng cái gì mình đang có lắm, mà thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Ví dụ nghe cho vui thôi, nhất là mấy ông chồng ấy. Người ta có một câu là được voi đòi tiên,
Mấy ổng nhiều khi được tiên rồi mấy ổng đòi tiên đẹp nữa mới ghê. Mơ cưới được cái cô vợ đẹp, cưới được rồi, về cái không bằng lòng. Đã được tiên rồi nghe, mà bây giờ phải được tiên đẹp nữa mới chịu. Trời ơi, tiên là đã đẹp rồi, phải không nha? Nếu mà không phải là hoa hậu của lòng ổng thì làm gì ổng cưới. Nếu ổng cưới rồi thì đã là người đẹp trong lòng ổng rồi, là tiên rồi. Đối với ai không biết thì đối với ổng là tiên rồi. Nhưng không biết sao về chừng vài năm cái là muốn kiếm tiên đẹp nữa. Mà tiên đẹp là khó thuộc về mình lắm à, rắc rối lắm. Con câu nói vui chúng tôi tình cờ nghe được: trên thế gian này tất cả đều là chuyện nhỏ, chỉ có vợ nhỏ là chuyện lớn đó. Này có mấy ông nào đi nghe pháp nhớ dùng câu này. Rồi không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Cái câu này nó xuất phát từ cái câu là không có cái biết nào bằng cái biết điều. Ông ngoài đời người ta nói vậy đó. Ông kia cái gì cũng biết hết, có cái biết điều không biết, sống không nổi với ông luôn. Nhưng mà khi trong đạo thì phải nói là không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Biết đủ mới là tài sản tối thượng. Không biết đủ thì cỡ nào cũng thấy thiếu. Xin lỗi quý vị, nếu như quý vị không biết đủ thì tỷ phú cũng thấy thiếu. Của tiền chất chứa đầy kho vẫn thấy thiếu. Vì không biết, biết đủ. Cho nên trên thế gian này không có cái biết nào bằng cái biết, biết đủ. Không có cái vui nào bằng cái vui, vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui nha. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Trên thế gian này có rất nhiều cuộc vui, nhưng mà tất cả những cuộc vui đó đều đưa đến khổ, khổ đau. Sum họp rồi chia ly, vui đó rồi cười đó. Nhưng mà riêng vui pháp thì sao? Nay vui đời sau vui đó. Hiện tại vui, tương lai vui. Hôm nay quý vị đến đây, quý vị tham dự khóa tu, quý vị có vui không? Vui. Là quý vị đang tạo phước, về mốt phước trổ ra vui không? Đó. Nhưng mà hôm nay tổ chức bạn bè về nhà nhậu nhẹt vui không? Đó. Vui chứ. Nhưng mà nhậu xong rồi quýnh lộn chửi lộn nhau đó, vui không? Đó, đơn giản vậy thôi, thí dụ cho dễ hiểu vậy đó. Hôm nay đến đây làm gì có cái chuyện quýnh lộn, cãi lộn còn có đó, đừng quýnh lộn. Hôm nay vô đây là đến chùa là bình yên. Rồi không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Vì sao? Buồn nào rồi cũng sẽ qua hết. Chỉ có buồn ngủ á, không tha tà bữa nào. Nói lại cho trọn câu là: trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Không có cái bằng nào bằng cái bằng, bằng lòng. Không có cái biết nào bằng cái biết, biết đủ. Không có cái vui nào bằng cái vui, pháp. Và không có cái buồn nào bằng buồn, buồn ngủ. Thấy chí lý cho rằng vỗ tay đi. Mỗi lần mà nói đến đây chúng tôi hay hát cái bài mà lên chùa ngủ gục lắm. Nếu hôm nay quý vị cho phép chúng tôi hát tặng quý vị cho nó khỏe một chút kìa. Bài này thì hát đi hát lại hoài, nhưng mà hôm nay thấy vui quá, cho nên sẵn dịp này để hát cho tăng thêm phần năng lượng và không khí vui vẻ để nghe pháp cho đỡ mệt mỏi, nhất là đỡ buồn ngủ. Ai lên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho,
Ngài có nói năng chi, con cùng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên ba giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một mớ ba rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Thiền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng đồng, để cuộc đời trôi không. Ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sư phụ cao thâm. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt. Mai nay sáng cực lạc, trở về độ chúng sanh. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt. Mai nay sáng cực lạc, trở về độ chúng sanh. Hết rồi. Thấy có khỏe thêm miếng nào không? À, nghe pháp mà nó khỏe thì mới nghe nổi, còn nghe pháp mà nó cứ hôn trầm thủy miên, ở trên nói gì không biết mà ở dưới đồng ý gật đầu liên tục là biết thôi. Cái dạng đó là biết cái dạng gì không? Là con cháu ông hội đồng gật á, còn sống lại người. Ở trên nói gì không biết mà dưới cứ gật đồng ý hết. Hay cũng đồng ý mà dở cũng đồng ý, đúng cũng đồng ý mà sai cũng đồng ý hết. Hỏi ra làm sao vậy? Tôi là người tu mà dễ chịu lắm, làm khó nhau chi. Sư trên sư giải gì kệ sư, con đây con ngủ thì kệ cục. Như vậy thì hôm nay chúng tôi giảng cái đề tài là tạo phước và hưởng hưởng phước. Giống như mình ăn trái rồi mình tiếp tục trồng trồng cây. Cái mục đích cái bài giảng hôm nay nó ngắn gọn vậy đó. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính, vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Khi mà chúng ta làm phước rồi đó, đời sau sinh ra chúng ta có phước đó. Nếu cái người mà có trí tuệ thì sẽ hưởng được phước, mà cái người mà không có trí tuệ thì dễ sanh cái gì? Ngạo mạn, kiêu căng. Kiếp trước mình nhờ có tu cho nên kiếp này sanh ra mình vừa đẹp mà vừa giàu đó. Nhưng mà nếu như mình là người hiểu biết thì mình vừa đẹp mình vừa giàu thì mình tiếp tục mình trồng trồng cây, tiếp tục mình tạo tạo phước. Người ơi làm phước mau đi, kẻo mai cơ hội mất đi không còn. Cho đi thì phước báo viên tròn, bò bò giữ của phước mòn nghiệp dương. Cái dạng mà của tiền chắc chứa đầy kho, chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo, chết rồi khó đổi đem theo, hoàng gia nghiệp báo cứ đều đuổi mình. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi chúng tôi nói có lý chúng tôi mới nói, không có lý chúng tôi không dám nói. Của tiền chắc chứa đầy kho, chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo, chết rồi khó đổi đem theo. Quý vị thấy có ai chết mà đem theo được không? Có ai chết mà đem của tiền theo được không?
sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vuông vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao, hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Vỗ tay đi. Hôm nay quý vị ngồi đây chỉ có một nhiệm vụ, nhất là vỗ tay thôi. Vỗ tay nó có hai cái lợi ích: vận động cho nó khỏe thân, ngồi yên chỗ rồi nó mệt lắm. Thứ hai là giúp cho giảng sư cảm thấy vui vẻ hoan hỷ, giảng pháp hay hơn nữa. Một việc làm mà có hai lợi ích như vậy thì quý vị cứ làm. Bây giờ chúng tôi xin phân tích. Chết rồi khó đổi đem theo, đúng không? Mà quan gia nghiệp báo cứ đeo đuổi mình. Và nãy có câu rằng đó là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời thì hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vuông vấn kiếp sau. Như vậy khi mình ra đi á, mình mang không mang theo được tài sản vật chất, nhưng mà mang theo cái gì? Nghiệp. Thì trong nghiệp này nó có gì? Thiện và ác. Ai mà thiện nhiều thì mang theo thiện nhiều, nhưng mà ai mà làm ác nhiều thì mang theo cái gì? Ác nhiều. Cho nên á, là chúng tôi nói có lý ở chỗ này nè. Chết rồi khó đổi đem theo, mà quan gia nghiệp báo cứ đeo đuổi mình. Chứ từ bây giờ hiểu cái từ quan gia nghiệp báo không? Khi mình sống trên đời á, là mình dễ gieo quan trái, quan kết với người khác lắm. Mình nhìn người ta mình không ưa, mình nói một câu không ưa mà gặp hoài cũng quan trái. Nhưng mà giỡn đâu nghe, khẩu nghiệp rồi, ý nghiệp rồi, khẩu nghiệp rồi. Mình mà bước đi mà dùng dằm phạch, mình đi theo cái dạng mà đi cho nó bỏ ghét á, quan trái rồi. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tạo đủ rồi. Đơn giản hôm nay vô chùa gặp cái bà đó, không biết tôi tạo cái nghiệp gì mà tôi gặp bà hoài vậy. Tâm mình không vui. Mà khi tâm mình không vui thì bắt đầu mình nói, mà mình nói với cái tâm không vui, rồi mình hành động với cái tâm cũng không vui. Như vậy thì mình gieo nghiệp không? Gieo. Rồi chưa nghe, khi mình sanh ra đời mà mình làm ăn mà giàu có đó, thì chắc gì mình không tạo nghiệp. Cái gì cứ nghĩ đi, làm mà đến mức độ mà của tiền chắc chứa đầy kho thì làm gì không tạo nghiệp. Tôi báo cho quý vị biết một cái việc rất đơn giản, là khi mà mình mua được một căn nhà, mình mua được một mảnh vườn, mình mua được một vườn trái cây, đồng nghĩa với người ta phải mất đi một căn nhà. Mà ai bán nhà vui đâu, chỉ mấy thằng cò nó bán nó vui thôi chứ. Nó bán lấy quê hồng nó vui, chứ mấy cái người mà chủ nhà bán vui không? Buồn muốn chết, nợ nần tùm lum, văng tứ phía. Rồi nói một câu cuộc đời tôi không có thiếu gì nữa, chỉ có cái thiếu nợ thôi, phải bán nhà. Vậy thì hỏi quý vị, cái người đó vui hay buồn? Buồn. Cái người mua nhà thì vui, nhưng mà người bán nhà thì buồn. Nghĩa là trên cuộc đời này, quý vị nghe cho sơ kỹ nha, mình được một cái gì đó, đồng nghĩa với người khác họ mất đi một cái gì đó. Mình được một lời nói thì người ta mất đi một lời nói. Mình được ít tiền thì người ta mất đi một ít tiền. Mà cái người mất thì buồn hay vui? Phải không? Cho nên là chết rồi khó đổi đem theo, của tiền chắc chứa đầy kho, chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo. Chết rồi khó đổi đem theo, mà quan gia nghiệp báo cứ đeo đuổi đuổi mình. Vậy mình ra đi thì mang theo cái gì vậy? Nghiệp chứa, nghiệp báo. Mà mang theo cái đó khổ hay vui? Khổ. Đó, hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị là mình chỉ mang theo phước báo thôi, hưởng phước rồi tiếp tục tạo phước. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính, giàu do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính.
vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Mà cái từ ngạo mạn kiêu căng nó thường nó xuất hiện với cái người nào quý vị? Người nào đẹp, giàu, có phước, dễ sanh ngạo mạn kiêu căng lắm. Phải không nè? Những nghèo rớt mùng tơi với mình có gì đâu ngạo mạn. Cho nên là hưởng phước rồi tiếp tục tạo phước mới là điều quan trọng. Có nhiều người hưởng không biết tạo. Như gieo hạt cây lành, hoa quả sẽ ngọt thanh. Người trí siêng làm thiện, an vui tự nhiên thành. Muốn cuộc sống bình yên, đừng gieo duyên bất thiện. Hôm nay quý vị đến đây học giùm chúng tôi hai câu này thôi, bỏ túi, mang về là lời rồi, đủ rồi. Đủ thời gian công sức đến đây này. Đọc theo. Muốn cuộc sống bình yên, đừng gieo duyên bất thiện. Mình gieo duyên bất thiện mình điên nổi không? Gieo quan trái bình yên nổi không? Không. Hôm nay đến đây nhiêu đây thôi. Mình trồng cây trái để mình hưởng chứ. Trồng chi ba cái cỏ dại cho nó làm cỏ cho nó mệt. Thấy không nè? Đúng sai thì ra sao? Được mất sẽ thế nào? Khi tâm ta xem nhẹ, cuộc đời tự thanh cao. Khổ đau và hạnh phúc, vị ngọt đắng khác nhau. Trong thực tánh chân đế, bản chất đều như nhau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt, khổ đau thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc. Tất cả là pháp tánh, theo nguyên lý vận hành. Xây vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Tất cả là pháp hữu vi, không vững và không bền. Chả có gì đáng giữ, buồn xả lòng nhẹ tên. Cho một tràng vỗ tay. Cái ý này là nó hay lắm. Thấu được cái dạng pháp vô thường, vô ngã, không có gì của mình. Cho nên mình mà có phước cái nữa thì mình cũng không có ngạo mạn kiêu căng. Vì mình hay có phước, mình hay ngạo mạn kiêu căng lắm. Khi mình có sức khỏe đó, mình ỷ vào sức khỏe của mình lắm. Ăn hiếp người này, ăn hiếp người nọ. Đến khi mình nằm liệt giường lên bệnh viện nằm thở oxy rồi, cái lúc đó hiền khô à. Lúc đó mới thấy cảnh đời. Cho nên cái bài thơ pháp vừa rồi chúng tôi muốn nhắc cho quý vị là gì? Là khi mình có phước, khi mình có điều kiện đừng ngạo mạn kiêu căng. Vì nếu như mình ngạo mạn kiêu căng thì sao? Thì cái kết quả nó là nghiệp chướng, quả báo. Sanh vào gia đình hèn hạ là do ngạo mạn kiêu căng. Sanh ra trên trốn trần gian đều do duyên nghiệp hợp tan tạo thành. Nếu biết tích phước để dành, phúc đức vô lượng, an lành muôn nơi. Mình sanh ra kiếp trần gian này nó phải tự nhiên đâu, phải do duyên nghiệp nó tạo thành. Nó tạo ra người nam hay người nữ, người đẹp hay người xấu, người giàu hay người nghèo, người dễ thương hay là dễ ghét, vân vân và vân vân là đều do duyên nghiệp tạo thành. Nếu biết tích phước để dành, cho dù người nào cũng vậy, mà nếu như người đó biết tích phước để dành thì phúc đức vô lượng, an lành muôn nơi. Mình đến chùa hôm nay mình học Phật, mục đích của mình là gì? Học Phật là để từ bi, chứ không phải để khinh khi sự đời. Mình học Phật rồi cái mình tự nhiên mình ngạo mạn à? Mình tu hơn người ta chừng vài năm cái là ngạo mạn. Ăn chay hơn người ta chừng 10 năm thôi, bà mới ăn chay mà bà nói cái gì? Tôi ăn chay 10 năm rồi nè. Mấy người mà ngạo mạn như vậy á nghe, xin lỗi quý vị, mai là mới có một bụng rau cải thôi đó.
mà còn ngạo mạn vậy rồi mai mốt thành Phật ai chịu nổi. Sắc hoa làm đẹp cho đời, từ bi tô điểm cho người thanh cao. Cuộc đời thật đẹp biết bao, cho đi còn mãi, mai sau lưu truyền. Danh lợi đến rồi danh lợi đi, ham chi một chút nhất hay nhì. Đêm nằm thao thức tâm điên đảo, hơn thua tranh chấp nhọc công lao. Quán thù chi để khổ lòng nhau, nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào. Kiếp này kiếp khác lưng hồi mãi, nợ nần gian díu khổ làm sao. Vỗ tay. Quên nhiệm vụ hoài à. Mấy người mà hay quên đó là quý vị biết cái gì không? Là cái hiện tượng già xuất hiện rồi đó. Phật dạy trong kinh có năm vị thiên sứ, mà trong đó có cái sự cái vị thiên sứ là già, là báo điềm cho mình biết rồi đó. Là già thì nó gần cái chết rồi đó. Cho nên thấy mình mà cứ quên hoài là biết trời già rồi đó, chứ không còn trẻ đâu nghe. Nghe lời Phật dạy hãy tu mau, giữ tâm trong sạch để khi nào ra đi nhắm mắt hồn thanh thản, không còn lo nghĩ chuyện lao sao. Hôm nay quý vị về chùa Quyền Trang sau thời gian dịch bệnh xa cách thầy trò, hôm nay gặp nhau mừng quá. Tặng quý vị thêm bài hát nữa cho nó vui. Này thật lòng à, chứ không phải sự chánh định kiếm cớ để hát đâu nè. Bài hát này có tựa đề là Giọng Cổ Vui, được viết theo cái điệu nhạc Đời Là Giọng Cổ Buồn. Xin quý vị đón chào sư chánh định với bài hát Giọng Cổ Vui bằng một tràng vỗ tay thật lớn đi. Quay về nghe pháp Phật nhiệm màu, kiếp sống lầm than bao nhiêu người buồn tiếng khóc. Tiếng mõ nhịp kêu thanh như dứt hết ưu phiền. Nghe tiếng thầy khuyên rằng con cố gắng tu hành. Bây giờ con dứt bỏ ưu phiền, trở lại chùa xưa con suốt đời theo chánh pháp. Đức hạnh từ bi con tinh tấn mãi không rời, bỏ lại dòng sông mơ giải thoát nhân nào phiền. Người ơi kiếp sống như phù du, làm sao con thấy đặng an lành. Về đây nương giáo pháp thực hành, lành thai con giải thoát trần ai. Người ơi ngã chấp mê càng mê, càng thêm tham ái đọa luân hồi. Từ bi là lối sống chan hòa, cầu xin cho thế giới bình an. Ai đã dũng tâm từ bi độ thoát, trần gian đau khổ vương mang còn sai đắm hồng trần. Mai thai pháp Phật ra đời, từ tâm khai mở hiển bài tình thương. Có tham mới có não phiền, về mà nghe Phật pháp dứt trừ trầm luân. Hát dở mà vỗ tay lớn làm ta mắc cỡ á.
Hay không? Thiệt không vậy? Nói thật lòng nghe. Sao? Nói thầy nghe coi. Thầy giảng hấp dẫn quá hả? Hay thầy hát hấp dẫn? Hôm nay chúng tôi đến đây giảng bài pháp có tựa đề gì nè, nhắc lại nghe coi, có ai nhớ? Trời ơi, có mấy câu mà nhắc hoài không được kìa. Ăn trái tiếp tục trồng, hưởng phước tiếp tục tạo. Đó. Tháng này tu rồi, tháng sau tu nữa không? Nữa. Bài giảng này nghe rồi, lần sau giảng lại nghe nữa không? Đó. Mới vậy mới là người tu. Có nhiều người nói trời, sư ơi giảng rồi, giảng hoài, ngán quá. Chúng tôi báo cho quý vị biết là nghe pháp là một hạnh lành. Nó giống như là bố thí, cúng dường, giữ giới, tu tập. Hãy nghe càng nhiều thì phước càng nhiều. Cái người nghe pháp nhiều thì sẽ phước nhiều hơn người ít nghe pháp. Nó rõ ràng. Mà mình thì muốn có phước mà không chịu hưởng phước. Ý không chịu tạo phước làm gì có hưởng phước. Không tạo mà muốn hưởng có không? Đó. Mà mình là cái bệnh hết á. Tạo thì không tạo. Mà cứ vào chùa cứ cầu cho Phật cho con hưởng phước. Phật có ban cho mình được không? Gọi là ảo tưởng thanh tịnh. Phật có bốn điều không làm được là nhân quả không thể thay, trí tuệ không thể cho, diệu pháp không thể tả, mà vô duyên không thể độ. Người đâu vô duyên quá trời luôn sao ta độ nổi? Phật cũng bó tay. Người đâu mà làm việc ác không mà vào cửa Phật cầu Phật phù hộ độ trì cho mình, chở che cho mình, Phật chở che không? Phật mà chở che là Phật mang tiếng liền, bao che. Thấy không? Cái người làm ác quá trời luôn, bây giờ vô cầu Phật cho được bình an. Bình an không? Phật phù hộ độ trì cho con, che chở cho con được bình an đi. Mà trong cái đó gieo nghiệp quá trời thì Phật có bao che không? Ê, Phật có chở che không? Không, dứt khoát là không. Một người quỳ trước Phật đài, xin ban sức khỏe đồng thời giàu sang. Lắc đầu Phật dạy nhớ rằng ta nào có phải là thần thánh đâu, để mà ban phát nhiệm màu cho con sức khỏe sang giàu hỡi con. Nếu con muốn khỏe mạnh luôn, phải chăm rèn luyện đến thân thể mình. Hằng ngày sinh hoạt hợp tình, còn như nếu muốn trở thành giàu sang, phải lo làm việc đàng hoàng, phát tâm bố thí người đang khốn cùng, người nghèo đói khổ khắp cùng. Có gieo nhân tốt mới mong quả lành, chàng quỳ xin Phật cho mình hoàn thành sự nghiệp công danh rạng ngời. Lắc đầu Phật khẽ mỉm cười, ta nào thần thánh cho đời cầu sinh. Công danh sự nghiệp muốn tìm, con nên tập luyện cho chuyên một nghề. Mà con yêu thích say mê, luyện cho tinh tấn muôn bề giỏi giang. Quỳ xin Phật chàng mơ màng, xin ban cho một cô nàng đẹp xinh. Một người yêu thật diễm tình, lắc đầu Phật dạy điều lành cho nghe. Mắt phàm con thấy được gì, dầu là hư dối có chi thật nào. Mắt phàm con thấy được gì, đều là hư dối có chi thật nào. Tấm thân tứ đại bền đâu, như xương động giọt tan mau đầu cành. Con nên lưu giữ trong mình tâm hồn trong sáng, chân thành tốt tươi, để gieo, để giao tiếp với mọi người, đó là vẻ đẹp tuyệt vời dài lâu.
rồi con sẽ gặp được mau một người yêu mến tâm đầu cùng con. Hãy yêu vẻ đẹp tâm hồn, vượt xa nhan sắc, quý hơn dáng ngoài. Cuối cùng chàng chẳng xin gì, không cầu xin Phật thứ chi cho mình. Chàng quỳ đảnh lễ tâm thành, nguyện cầu tất cả chúng sanh trên đời có duyên với giáo pháp Ngài, khoan dung đức độ, rạng ngời từ bi, diệt đi hết tham sân si, mở mang trí tuệ, quy y dưới Ngài. Như vậy thì những điều mà chàng thanh niên này cầu xin Phật thì Phật giải quyết làm sao? Muốn có nghề nghiệp công danh thì phải siêng năng chăm chỉ làm ăn mới được, thấy không nè? Rồi chàng này xin một cô vợ, một người yêu Diễm Kiều thì Phật nói sao? Là phải sống với một cái tấm lòng nhân ái, tử tế, khoan dung, yêu thương mọi người thì tự nhiên có đón nhận được thôi. Gieo gì thì gặt đó, gieo tình thương thì gặt được tình, mà gieo hận thù thì gặt cái gì? Hận thù. Làm ác thì gặp ác thôi, chứ giờ làm ác vào cầu Phật phù hộ chở che cho mình thì Phật có chở che được không? Không. Hiểu ý này không? À đó. Bây giờ mình á, là con nhà Phật thì thường có cái họ gì nè? Họ Thích, thấy không nè? Hôm nay chúng tôi xin mượn cái bài thơ có cái chữ Thích á, gửi tặng quý vị, để quý vị dựa vào đây để quý vị tạo phước thì mới hưởng phước. Trồng cây thì mới gặt trái. Bây giờ mình ăn trái mà không tiếp tục trồng cây là nguy hiểm lắm. Có một lần chúng tôi nói nó hơi vui, hơi thương mại một tí nghe. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy là có bốn điều khó được. Ở đây ai nhớ? Điều thứ nhất khó được là gì? Sanh làm người khó lắm quý vị. Quý vị đừng tưởng rằng là bây giờ sanh đẻ quá trời luôn, quý vị đâu khó sư. Đụng là sanh. Nhưng mà đó cho quý vị biết, nếu mình đem cái loài người mình so với các loài khác thì mình không có là cái đinh gì hết. Mình là hạt cát so với sa mạc thôi. Bây giờ mình nói so với loài hữu hình nè. Bây giờ mình đem cả loài người mình luôn, năm châu bốn bể luôn đó, da vàng, da trắng, da đỏ, da đen gì gom lại hết. Mấy tỷ người trên thế giới này, bao nhiêu người? 7 tỷ người hết luôn, gom hết á, già trẻ, bé lớn, đẹp xấu, đen trắng, rồi giàu nghèo, gom hết nhân loại trên hành tinh này, năm châu bốn biển luôn, là nhiêu? Nhắc lại nhiêu? 7 tỷ. Bây giờ 7 tỷ người nhân loại mình này, mình đem mình so với cái loài súc sanh thôi đó. Chúng tôi nói loài súc sanh mà chẳng hạn chứ một loài thôi, đừng nói là cả súc sanh nha. Súc sanh thì nó bao gồm cái gì? Cá, chim, rắn, rít, côn trùng, mối, kiến, rồi ô lăng quăng, rồi tùm lum hết. Làm sao mà so nổi? Bây giờ mình đem mình so một loài kiến thôi cho dễ hiểu, dễ nhớ. Thì giờ 7 tỷ người này mà so với cái loài kiến mà không phải trên cả địa cầu này đâu, trong chùa Huyền Trang thôi. Chịu nổi không? Loài người mình chịu nổi nó không? Đó là hữu hình đó nghe. Còn các loài vô hình, các loài ngạo quỷ phi nhân vô sổ, nó không có hình hài mà. Không có hình hài là vô số chúng sanh. Như vậy thì sanh làm người khó lắm. Cho nên Đức Phật mới dạy câu là Kicho Manus Sapatilapho, sanh được làm người rất là khó. Cái điều khó thứ hai là gì? Được làm người khó được sống lâu. Điều này quý vị tự mà suy nghĩ đi. Cái mạng sống con người bấp bênh lắm. Có nhiều chúng sanh quý vị chưa chào đời đã chết rồi. Quý vị có đồng ý với tôi là rất nhiều chúng sanh chết trong bụng mẹ không? Nhiều nguyên nhân lắm. Rồi có những chúng sanh vừa chào đời chết không? 1 tuổi chết có không? 10 tuổi chết có không? 20 tuổi chết có không? 30 tuổi chết có không? Sự chết lúc nào cũng sẵn dành. Sống nay nhưng mà mai chết mất rồi. Cho nên cái người nào mà được sống lâu như vậy là rất là có phước. Tự vỗ tay chúc mừng mình đi. Thấy ai cũng tóc bạc hết trơn rồi.
vàng trước này là phải trên 50 hết rồi. 50 tuổi mà chưa chết là biết rồi, hên không? Dòm lại bạn bè nó đi đâu tiêu hết trơn. Đó, cái điều thứ hai là được sống lâu. Cái điều thứ ba là gì? Được nghe diệu pháp. Hôm nay quý vị đến đây nghe cái gì vậy? Đó là cái điều khó thứ ba, mình được luôn. Có cái điều thứ tư là mình chưa được trọn vẹn là gì? Được vui gặp Phật ra đời. Mình kém phước, ít duyên, cho nên sanh ra là Như Lai đã duyên tịch rồi, cách đây hơn 2500 năm rồi. Nhưng mà mình may mắn là gì? Là còn trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Cái tuổi thọ giáo pháp đó có nghe quý vị, 5000 năm sau không ai nói được câu pháp nữa. Do vô minh và ái dục chúng sanh nó si mê quá, nó không muốn nói pháp nữa. Bây giờ pháp Đức Phật là pháp ngược dòng. Pháp của Đức Phật là pháp buông bỏ. Còn pháp thế gian là gì? Là xuôi dòng, thuận theo dòng đời, rồi dính mắc, cố chấp, chiếm hữu. Thật sự ra mình nói cho đúng nghĩa là mình đi tu là không phải để được cái gì nghe, mà mình đi tu để coi mình buông được cái gì mới là đúng. Mình bây giờ mình chấp dữ lắm, nặng nề dữ lắm. Chúng tôi xin mượn hai cái hình ảnh để cho quý vị thấy nghe. Mình tu làm sao giống như con chim sẻ vậy đó. Mình tu làm sao giống như là H2O của nước vậy đó. Cái hơi của nước là H2O. Khi mình nấu nước sôi thì nó bốc hơi. Đúng nè. Còn mà cái nào mà nó không bốc hơi được thì nó đi xuống. Quý vị không tin chúng tôi, quý vị đổ xô nước ra đi, thì cái gì mà nó nhẹ nó bốc hơi đi lên. Còn cái nào nó nặng thì nó đi tìm cái chỗ thấp nó chui xuống. Không tin giờ ra ngoài sân đổ một đại xô nước đi, nước nó chảy theo những cái gì nào có lỗ thấp thấp nó chui xuống. Thì mình tu làm sao phải giống như hơi nước để mình đi lên, hướng thượng mà. Còn tu làm sao mà cứ đi kiếm cái chỗ nào chui xuống không là không được rồi. Cho nên mình tu làm sao là mình buông cho nó nhẹ, để mình thành con chim sẻ mình bay lên trời, tung tăng én lượng trên bầu trời bao la rộng lớn, hưởng bao nhiêu cảnh đẹp. Chứ tu làm sao đừng giống như con chim cánh cụt nha. Nó cũng mang tiếng là cái tên chim, nhưng mà có đời nào nó bay nổi không? Lý do cánh nó thì cụt mà mình nó thì quá bự, nặng nề. Mình tu mà cái chấp thủ hoài đi, đầu óc mình nó nặng nề, thân xác nó nặng nề. Ta tu gần ngày ta thành tiên thành Phật, mình tu riết rồi là thành giống táo quân đen, mặt thì đen xì, mập thù lâu rồi sao đi. Tu như vậy thì nặng nề lắm. Tu phải nhẹ nhàng. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ. Chữ gì? Chữ buông, đọc lớn lên. Chữ buông, buông nó mới nhẹ, nó mới thành hơi nước nó lên trên, nó thành chim sẻ nó bay lên. Chứ mà tu mà còn chấp nhất nặng nề lắm, sân si. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu. Buông hờn, buông giận, buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Mình buông hết là mình thấy mình nè. Còn mình chưa buông là mình thấy người ta không à. Đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Mình nhìn người ta thì nó thêm nặng nề, mà mình nhìn mình thấy nó càng ngày nó càng nhẹ nhàng. Đời thì hối hả bon chen, mà con người ta thì ngày càng nhỏ nhen giả tạo. Trên đời này có nhiều người lạ lắm quý vị. Họ chỉ thấy cái lỗi sai của người khác mà không thấy đống rác trên đầu của mình. Ăn trầu thì phải có voi, muốn soi người khác phải coi lại mình. Trên đầu thì bãi rác trình ình mà sao lại thích phê bình người ta. Như vậy thì qua bốn điều khó được: được làm người, được sống lâu, được nghe diệu pháp,
được vui gặp Phật, bây giờ mình không gặp được Phật thì mình còn gặp được cái lời dạy của Ngài. Thì cái điều thứ tư này chúng tôi tính cho quý vị nửa điều. Thì trong bốn điều trong kinh Đức Phật khó dạy là khó được, và được ba điều rưỡi rồi. Thì bây giờ mình đã có cái vốn liếng là ba điều rưỡi của bốn điều, là cái vốn liếng của mình là 95% rồi. Bây giờ mình phải ráng tu làm sao để mình từ huề đến lời. Hiểu cái từ này không? Bây giờ mình được làm người rồi, được sống lâu, được nghe diệu pháp, bây giờ mình cứ còn tu làm sao từ huề đến lời. Là huề là sao? Là kiếp sau tiếp tục sanh lại làm người, là huề vốn để tiếp tục tu. Lời là sao? Sanh về chư thiên để hưởng phước, rồi tiếp tục trồng cây. Bộ hết giờ rồi sao? Thấy lên cúng dường hoài vậy? Hết giờ chưa? Mấy giờ rồi? Giảng mà say mê đến mức độ mà quên giờ luôn. Xin hỏi ban tổ chức tới mấy giờ rồi? Không thấy cái đồng hồ. À có cái đồng hồ đây, 10 rưỡi. Mà nãy lên mấy giờ vậy? 9 giờ giờ 10 rưỡi rồi mà chưa hết giờ. Thiệt tình luôn. 10 giờ là hết rồi, 9 rưỡi là bị dư rồi, lố giờ của ban tổ chức rồi. Thôi thì hôm nay rất là hoan hỷ, đặc biệt nhất là hoan hỷ với Thượng Tọa Trụ Trì. Thượng Tọa Trụ Trì với cái lòng từ bi tổ chức khóa tu mà nhân lúc dịch bệnh nó cũng còn hoành hành. Quý vị thấy Thượng Tọa Trụ Trì từ bi ghê không? Đã cho Chánh Định và quý vị một cái khoảng không gian, thời gian vô cùng tuyệt vời mà rất là hồi hộp, ai cũng phải mang khẩu trang hết, để Chánh Định giảng bài pháp này cho quý vị nghe. Là ăn trái tiếp tục trồng cây, hưởng phước tiếp tục tạo phước. Mỗi tháng cần phải tu hành để cho phước đức căn lành tăng thêm. Đó là cái nội dung chính của cái bài giảng hôm nay. Trước khi dứt lời, một lần nữa xin thành tâm niệm ơn công đức của Thượng Tọa Trụ Trì cùng chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử tham dự khóa tu này. Kính chúc quý vị thân tâm luôn được an lạc, bồ đề tâm viên đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Thì hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, với tấm chân tình của thượng tọa dành cho đạo tràng của chúng con, một phần nào chúng con cũng thấm và hiểu được những lời dạy bảo của thượng tọa, để chúng con lấy đó làm phương châm trong cuộc sống để thoát đi những cái nỗi khổ niềm đau. Vào giờ này, thay lời cho ban tổ chức cũng như đạo tràng khóa tu một ngày an lạc, chúng con thành tâm nguyện cầu Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho thượng tọa pháp thể khinh đan Phật sự viên thành, và luôn là cây cao bóng cả để che chở cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Vào giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh trên thượng tọa, mời toàn thể hội chúng cử hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.